Akira đây. Phí Sơn dứt điểm. 3-2. Thêm một lần nữa, hình ảnh này cho thấy sự thất vọng cực kỳ của huấn luyện viên Bekovic, không còn đứng được nữa, ông đã đổ sụp bên ngoài đường pitch. Một tình huống dứt điểm từ tuyến này, không một cầu thủ đánh chặn nào của Đông Hoàng Thanh Hóa ngăn chặn. Chúng ta xem lại tình huống chuyền bóng của Phí Sơn, không một ai theo kèm Lý Công Hoàng Anh cả. Các tiền vệ đánh chặn của câu lạc bộ Đông Hoàng Thanh Hóa đã để quên Lý Công Hoàng Anh trong pha bóng này. Đó là vai trò. Và ngay sau pha dứt điểm này, ngay sau bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2, huấn luyện viên Bekovic